Bốn thành viên của Mesubo Jinrai đã tụ họp lại với nhau và hồi sinh thành công Art. Hắn ta cũng có Art Driver và chuyển hóa thành Kamen Rider Art Zero. Sức mạnh ban đầu của Art Zero gần như áp đảo tất cả những Rider, cho dù đó là hình dạng Metal Cluster Hopper hay là Rampage Vulcan đều bị hắn ta dễ dàng đánh bại. Sức mạnh từ ác tâm đã làm cho tất cả mọi người phải nhung chí. Cơ hội cuối cùng của tất cả mọi người để chiến thắng trước Art Zero là Gia cũng đã bị hắn phá hủy. Tất cả những viễn cảnh đều được vẽ ra trong đầu của Izu, chỉ nhằm mục đích duy nhất là tái thiết lập lại Gia. Trong tất cả những kết cục đó, ánh sáng vẫn luôn nằm ở phía cuối con đường, phản ứng với cảm xúc của Izu. Một lần nữa, Gia đã được tái khởi động và mang trên mình hình dạng mới, Zero Two Driver. Tham chiến một lần nữa với tên Art One. Zero Two là hình dạng nâng cấp có thể xem là hoàn hảo của Zero One cơ bản. Những góc cạnh bo tròn của Zero One đã được thay thế bằng những chi tiết góc cạnh hơn, với một phần vạt áo đỏ cũng như biểu tượng đỏ tương ứng trên phần ngực của anh. Zero Two là bản nâng cấp và counter này hoàn toàn so với Art Zero. Một trận chiến giữa hai AI thông minh nhất của toàn bộ nhân loại. Trong trận chiến đó, cả hai đều tưởng chừng như đã ra đòn với nhau, nhưng thực chất tất cả chỉ là sự tính toán qua lại giữa hai AI, tạo ra một trận chiến vô cùng khó lường. Nhưng đáng tiếc, kẻ thất bại lại là Art Zero, khi Zero Two dễ dàng đọc được chuyển động của hắn. Tốc độ của Zero Two cũng được nâng cao đáng kể. Những đòn đánh vô cùng dứt khoát và khả năng đọc được chuyển động của kẻ thù càng làm cho trận chiến này thêm phần hấp dẫn. Một kẻ thù thật sự mạnh cần tới Final Form để đánh bại, kết hợp cùng với đòn tất sát Big Bang Attack để tạo nên số 02 khổng lồ, đã để lại ấn tượng nhất định về màn debut này của Zero Two. Vị trí thứ 3 là hoàn toàn xứng đáng với màn debut này.